Quý vị thân mến, Hương và Tuấn, hai nghệ sĩ xiếc của chúng ta, sau khi mà chia sẻ câu chuyện của mình, đây là lúc mà chúng ta sẽ nạp năng lượng lại. Quý vị cũng thấy, để xuất hiện thì Trung Rùi đã rất đầu tư, đã đi chơm, à không, đã đi mượn một cái tập về để chuẩn bị cho phần tiếp theo của mình. Kính thưa hai quý khách, bây giờ để chuẩn bị được cái món ăn này ấy, thì việc đầu tiên là mời hai quý khách trở về chờ, bởi vì chúng tôi chuẩn bị món ăn rất lâu. Phải mang một cái món ăn gì đó thật là ngon, thật là đặc sắc. Xin mời nguyên liệu đầu tiên vào. Nguyên liệu là cái gì đấy? Con lợn. Không được. Tại vì thịt lợn là một cái món rất là bình thường, tức là khách của mình có thể ăn ở nhà được, không nhất thiết phải đến khách sạn 5 sao để ăn. Đi ra, nguyên liệu khác. Ủa, cái gì đấy? Hả? Bò. Thịt bò á hả? Đúng rồi ạ. Không được, thịt bò thì có khác gì thịt lợn đâu. Khách của chúng ta ở nhà vẫn có thể ăn thịt bò bình thường, đến khách sạn 5 sao là phải ăn một cái gì rất đặc biệt. Đi ra ngoài. Khó tính thế. Nguyên liệu tiếp theo này. Vào. Xóc xách, xóc xách, xóc xách. Xóc xách. Cái gì mà xóc xách ấy? À, con gì kêu xóc xách? Lượt qua. Con chúc. Xóc xách, xóc xách. Cái gì đấy? Con cá. Cá. Cá thì cũng được đấy, có vẻ lạ đấy. Nhưng mà mình sẽ mời khách ăn món cá gì? Cá hồi. Anh biết sao không? Vì cá hồi nhá. Nó rất ngon. Nó rất phù hợp với khách sạn 5 sao. Đồng ý. Mà cái điều quan trọng, ý nghĩa của nó rất mạnh mẽ. Cái nó vượt thác nước. Thì nó có thể sinh sôi nảy nở. Đấy, anh thấy không? Hay, cái sức sống của nó cũng rất mạnh liệt đúng không? Đúng ạ. Có thể sống được ở nước mặn và nước ngọt cùng lúc. Đúng. Chốt món cá hồi. Chốt. Bây giờ chú làm cá hồi đi. Dạ rồi. Vậy là nhà bếp của chúng tôi đang chuẩn bị. Và sau đây xin mời quý khách hãy trở về bàn để chúng ta chuẩn bị dùng món ăn. Rồi. Anh Tuấn và chị Hương đã sẵn sàng ăn cái món ăn mà khách sạn tặng chưa ạ? Chúng tôi sẵn sàng. Xin mời. Xin mời anh. Em xin được giới thiệu, đây là món cá hồi muối nấm chip hôi ạ. Sao phải chip hôi? Dạ. Nấm gì? Nấm gì mà nghe cái tên phèn vậy? Nấm chúp bò. Chúp bò. Thôi không quan trọng. Và đây là cái món ăn mà khách sạn 5 sao gửi tặng anh chị. Và ngay bây giờ thì xin mời anh chị thưởng thức ạ. Vâng. Sao người ta ăn mà em dầm miệng dữ vậy? Dạ. Hả? Em... mình giữ lại cái nết của mình nữa. Nó vừa phải một chút. Em học cái nét ga lăng của anh Tuấn. Bình thường em ít khi nào đút cho vợ vậy đúng không? Dạ, em làm như thế vợ em mắng á. Các bạn thấy sao ạ? Thật sự là đây là lần đầu tiên em ăn với cái chế biến như này ạ. Các bạn có biết tại sao mà mấy món của chúng tôi lại là con cá hồi? Thật ra thì con cá hồi nó có một cái đặc biệt, đó là nó sẽ bơi lội ngược dòng. Nó cũng giống như câu chuyện của các bạn, là những người phải luôn luôn đối diện với việc vượt qua những cái khó khăn trở ngại, thậm chí là phải vượt qua cả những giới hạn của bản thân để mà thực hiện, đúng không ạ? Dạ. Chúng ta hãy kể một chút lý do vì sao các bạn lại chọn đến với nghề xiếc này mà không phải là một công việc nào khác. Đối với bản thân em ấy, thì là khi mà em ở quê ấy, thì cũng có xem những cái chương trình xiếc mà người ta về quê người ta biểu diễn. Nhưng mà cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng là mình sẽ theo cái ngành nghề xiếc. Nhưng mà đến khi mà ông cho em vào thi tuyển á, thì là bắt đầu vào cái môi trường học tập ở xiếc, thì bắt đầu em mới có cái niềm yêu thích. Và bắt đầu là em phát triển xiếc và em theo xiếc từ đó đến bây giờ ạ. Câu chuyện của Tuấn thì như thế nào? Đối với bản thân em thì trong khi em đang học thì các thầy cô giáo ở trên trường xiếc ấy, thì về trường học mình tuyển thì em cũng chả biết xiếc là cái gì cả. Thì em bắt đầu mới đi tuyển xong thì em bắt đầu lên trường học, em bắt đầu mới thấy cảm nhận được là mình yêu cái ngành xiếc ấy. Thế có một cái chia sẻ thế này, không biết là anh chị có học ở trường trung cấp xiếc không? Là ngay cạnh trường của em. Đó là một cái khu văn công. Thì vợ em là diễn viên múa. Khi mà đi học đó ấy, có rất nhiều mảnh đời, rất nhiều số phận, rất nhiều các bạn trẻ như nhau. Nhưng có những cái bạn ấy, lên trường xiếc hay lên trường múa học, khi đầu không phải là vì yêu nghệ thuật mà để giảm bớt cái gánh nặng cho gia đình. Cũng như bạn Trung chia sẻ là
ở những cái ngành nghệ thuật ví dụ như múa, xiếc, cái đầu vào rất là ít. Đúng là họ không nhìn thấy cái hào quang để mà họ có thể đặt cái lòng yêu của mình vào cái ngành nghề đó. Thì đúng là thường thì sẽ phải đi lên những cái vùng xa hơn, tuyển những cái bạn mà muốn tìm một cái tương lai sáng hơn, muốn lên để đi học một cái ngành nghề. Và từ cái việc mà bạn học, bạn mới bắt đầu đam mê và bạn hình thành cho mình một cái thói quen, và cuối cùng thì nó đã trở thành cái nghề nghiệp chính của mình, nuôi sống mình, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình thử món thứ hai đi. Bây giờ tôi đố chung nè. Bạn đoán xem hai món thứ hai này có gì đặc biệt? Đó là hai món ăn đặc trưng của một đất nước rất nhiều kỷ niệm với vợ chồng anh chị. Đó là đất nước Ý. Đúng rồi. Vâng. Hai vợ chồng thì hồi nãy có chia sẻ cái nụ hôn đầu tiên là mình thực hiện ở Ý. Mặc dù là không biết hôn nhau ở đâu, tôi đoán là có thể mỗi một nơi thì hôn một lần. Mỗi hôn đó có vị spaghetti hay là có mì pizza? Thật sự là khi mà đã hoàn thành cái công việc thi của em thì là chúng em cũng được đoàn đưa đi ăn những món ăn đặc sản của Ý, nhìn rất là hấp dẫn, nhưng mà đến khi ăn thì thật sự là nó không hợp với cả khẩu vị của mình. Họ nấu rất là mặn, mình không cảm thấy ngon như là ở nhà mình. Mời các bạn thưởng thức món này trước đi rồi chúng ta nói tiếp. Thưởng thức pizza với lại mì Ý đi à. Phần này của Hương này, phần này của bé Mì này, phần này của ba này, phần này của mẹ này, còn đúng một phần cho chung rồi. Em có thể đây em sẽ cầm. Em xé rồi mà em hỏi chi nữa. Em cứ đưa vào miệng đi ạ. Em nhịn được nữa rồi, nó thơm quá. Rõ ràng tôi chưa từng thấy một quản gia nào mà lại tự nhiên đến như vậy. Khách chưa ăn xong mà bạn ấy cầm một miếng, em có thể được hay không?